Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một siêu phẩm rất là đẹp tại dự án Star Village Nha Bè. Và siêu phẩm này với diện tích là ngang 5, dài 23, được thiết kế giống như một cái sân vườn, nhà sân vườn cả nhà. Với cách thiết kế một trệt, hai lầu, sân thượng và áp mái, một không gian gọi là cực kỳ thoáng mát và một cách thiết kế sang trọng và hòa mình với thiên nhiên. Bây giờ là Phước Sửu cùng với cả nhà mình sẽ khám phá bên trong căn nhà có gì hấp dẫn mà chủ nhân này đã là chăm chút từng chi tiết để căn nhà này trở nên cực kỳ hấp dẫn nha. Rồi, let's go nào. Như mọi người nhìn thấy thì căn nhà mới với một cách thiết kế mới lạ và thoáng. Trước sân thì trồng khá nhiều cây xanh. Và như mọi người nhìn thấy thì ở đây xung quanh là cây cỏ khá nhiều. Và đặc biệt của căn nhà thì từ cửa trước mình có thể nhìn thấy được cửa sau luôn. Và bây giờ mình xem lại cái cách bố trí và cái cách trồng cây của mặt trước của căn nhà này nhé. Trời ơi, rất là nhiều cây xanh, có những cây rất là đẹp và có những cây giống như là trang leo nè, rồi một số cây loại tầng khắp tầng cao làm cho cái căn nhà giống như một khu vườn, rất là nhiều ánh sáng và cây xanh. Và bây giờ là mình vào bên trong cái gian nhà nha cả nhà. Đây là phòng khách cả nhà. Phòng khách nối liền với phòng bếp và một cái cầu thang kiến pha gỗ rất là sang trọng. Và như mọi người nhìn thấy thì ở đây nó có hai cái giếng trời trên cái không gian cầu thang luôn, nên làm cho căn nhà luôn luôn đón được ánh sáng. Ở đây là căn nhà là hướng đông và mặt sau là hướng tây. Với chiều dài là ngang 5, dài 23, nên căn nhà với chiều dài khá dài, được thiết kế gọi là thoáng. Và phía sau như mọi người nhìn thấy thì có một cái khoảng giếng trời rộng đủ để mình có thể bố trí một cái tiểu cảnh bồn nước, hay là giống như ở đây thì chủ nhà có thiết kế là một cái phía sau của căn nhà thì chủ nhà này làm một cái nơi để nuôi những con chim két rất là dễ thương. Và bây giờ mình quay lại với không gian bếp nha cả nhà. Wow, một không gian bếp khá rộng với một cái không gian bếp hình chữ L đón ánh nắng từ mặt sau. Và chủ nhân ở đây thì có những cái trang trí màu gỗ và những cái tủ âm tường màu trắng, cách bố trí những cái tủ lạnh và những cái hệ thống nước rất là gọn gàng, khiến cho căn nhà trở nên thoáng thác, thoáng mát và rộng rãi hơn bao giờ hết. Rồi, bây giờ mọi người nhìn kỹ lại cái giếng trời nha cả nhà. Wow, nơi cầu thang thôi nhưng mà có hai cái giếng trời từ trên cao xuống, nên luôn luôn đón được ánh nắng nè, làm cho căn nhà trở nên lúc nào cũng sáng sủa và không bao giờ bị có góc khuất. Rồi, đây là một cái góc khuất duy nhất là nơi cầu thang, nhưng mà được bố trí một cái tiểu cảnh và để những loại sách rất là dễ thương. Rồi, bây giờ mình cùng với Phước Sửu sẽ đi lên tầng trên nha cả nhà. Đây, mọi người nhìn sơ qua về cái cách bố trí của cầu thang. Với một cái cách bố trí cầu thang khá đẹp và tông trắng và tông đen tựa như những cái phím đàn ha cả nhà. Với cái cách và thiết kế và kèm theo những cái vân gỗ tay vịt sẽ làm cái cầu thang trở nên sang trọng hơn. Rồi, bây giờ là Phước Sửu cùng với cả nhà vào một cái phân căn phòng đầu tiên mặt sau. Qua một cái không gian phòng tắm cũng có cửa và nhìn ra ban công. Nè, khá đẹp nè, ở đây có bồn tắm đứng và chủ nhà có lắp những cái hệ thống của về toilet khá sang trọng nè. Rồi, tầm view luôn. Với cái căn này thì mình mở view ra, mở cửa ra là nhìn view trời nguyên một cái màu xanh. Đây, đầy đủ trang thiết bị, đầy đủ của phòng bếp. Và bây giờ mình di chuyển ra phòng ngủ nha cả nhà, để xem phòng ngủ có những cái trang thiết bị gì và nó có thoáng hay không. Wow, với cái phòng ngủ này thì chủ nhân ở đây thì rất là tinh tế luôn. Mặc dù là gọi là mặt sau nha cả nhà, nhưng vẫn có ban công để bước ra tận hưởng những không khí và trồng
tự tay mình trồng những cái loại cây. Ở đây thì chủ nhà trồng cái cây gọi là cái cây về để nấu rất là ngon, cái trái giống như trái cherry á. Rồi bây giờ là mình vào cái phòng master bedroom. Đây, ở đây có cái hệ thống cửa gọi là chống mũi đầy đủ hết, và một cái tông màu trắng kết hợp với màu đen nhạt. Tại nơi đây thì cái phòng ngủ nó khá rộng, với cái diện tích 523 đó cả nhà, thì cái căn phòng nó khá rộng, có thể thiết kế được vừa làm phòng ngủ nè, vừa chỗ gọi là làm việc, và một cái hệ thủ âm tường khá rộng luôn. Rồi với một cái hệ âm tường, tủ âm tường như vậy thì giúp cho mình có thể thay đồ khô nè, và có một cái không gian toilet khá rộng rãi phong ở nhà. Đây mọi người nhìn thấy, đây là cái mặt trước và cái mặt ban công của cái phòng master bedroom cả nhà. Và mình quay lại nhìn lại cái không gian bố trí của cái căn phòng ngủ master bedroom ở lầu 1 nha cả nhà. Cực kỳ rộng rãi luôn cả nhà, thoáng mát, và một cái cách thiết kế gọi là hiện đại ha cả nhà, phù hợp tất cả những mọi lứa tuổi luôn cả nhà. Rồi bây giờ mọi người nhìn ra sơ qua cái tầm view nha cả nhà. Đây tầm view khá thoáng luôn, có những cây mai xanh trang leo giúp cho căn nhà trở nên thoáng mát và rộng rãi hơn, và có đưa được nhiều ánh sáng cây xanh đến từng gian phòng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên lầu 2 nha cả nhà. Với một cái cách thiết kế của cầu thang khá đẹp, hiện đại, và lấy đầy đủ những cái ánh sáng từ trên cao giúp cho căn nhà trở nên thoáng mát, rộng rãi. Đây, lầu 2 đây cả nhà. Lầu 2 này thì cũng có hai phòng ngủ tương tự giống như lầu 1. Đây, mình thử vào một cái phòng thứ 3. À, mặt sau ha, với cái tông màu nó hơi khác hơn tí xíu, cái này gọi là dành cho những bạn trẻ thanh niên, và cũng thiết kế một cái toilet bên trong phòng ngủ đầy đủ hết, và có ban công. Đây với cái phòng ngủ này như mọi người nhìn thấy thì có bố trí bồn tắm nằm này cả nhà, hệ thống vòi tắm và những cái hệ thiết bị vệ sinh cao cấp. Rồi bây giờ mình sẽ xem sơ qua về cái ban công của lầu 2 nha cả nhà. Chà, giống như những cái loại hoa giống như là hoa tigon thì rất là đẹp, và nhìn ra là một mảng xanh, và bên kia là. Rồi mình cùng di chuyển sang cái căn phòng ngủ thứ tư ở lầu 2 nha cả nhà. Một tông màu khá đẹp luôn, rất bắt mắt. Và trước ban công của mình là một cái mảng xanh khá đẹp. Và ở đây thì tất cả những toilet ở đây đều có là bồn tắm đứng hoặc là bồn tắm nằm, thiết bị vệ sinh cực kỳ hiện đại. Và như gian phòng ngủ thì lấy đầy đủ tất cả các ánh sáng, có cái ban công khá rộng để trồng khá nhiều loại cây. Đây, bây giờ mình sẽ chiêm ngưỡng được cái ban công của lầu 2 căn phòng ngủ số 4 và một cái góc làm việc khá đẹp của gia chủ. Rồi, cùng với Phước Sửu mình tiến lên sân thượng để mình xem cái gian phòng của sân thượng này như thế nào nhé cả nhà. Chắc là sẽ thoáng và nhìn được một cái tầm view khá đẹp cả nhà. Rồi, cùng với Phước Sửu let's go nào. Rồi lên tầng sân thượng cả nhà. Trên tầng sân thượng này chắc là sẽ có một cái tầm view bắt mắt và khiến người xem trầm trồ khen ngợi phong ở nhà. Tất nhiên là mình sẽ có hai cái giếng trời ở ngay không gian cầu thang. Và bây giờ mình lên đây là một cái phòng thờ ở mặt trên, và phía trước một cái ban công khá rộng. Nơi đây mình có thể là tổ chức những tiệc barbecue hoặc là mình có thể trồng cây. Và đặc biệt ở trên này thì mình có thể là phóng rộng cái tầm view ra để mình thấy tất cả những cái tiện ích của khu dân cư với một mảng xanh cực kỳ gọi là mát mẻ luôn cả nhà. Ở đây thì dự án cũng còn khá mới, hơi vắng, có một vài nhà đang xây. Rồi mình thử đi xem cái sân thượng mặt sau cái tầm view của căn biệt thự này,
Và như mọi người nhìn thấy ở đây sẽ có cái chỗ bố trí để phòng giặt ủi phơi ha. Và đây một cái phần sân thượng phía sau đây cả nhà, một mảng xanh bao la bát ngát và nhìn ra một cái dòng sông thơ mộng luôn. Ở đây như mọi người nhìn thấy thì tha hồ ở đây mình có thể là phóng rộng tầm view của mình và có những cái ánh đón những ánh nắng nè, là những cái loại cây xanh tươi mát mẻ. Và ở đây mình có thể thật tuyệt vời phải không cả nhà. Để có nhiều thông tin hơn nữa về căn nhà này, quý anh chị hãy inbox ngay cho số hotline của Phước Sửu bên trên nhé. Phước Sửu sẽ cung cấp đầy đủ những cái giấy tờ pháp lý của căn nhà và đồng thời đưa quý anh chị đến tận nơi để xem qua về cái căn nhà này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.